là một tỉnh thu hút được nhiều doanh nghiệp hoạt động, trong đó có lĩnh vực liên quan đến hóa chất, song nhờ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng của các ngành chức năng, sự chủ động, tự giác của doanh nghiệp trong xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố, nên nhiều năm liền không để xảy ra sự cố về hóa chất như cháy nổ, rò rỉ, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người lao động và quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các tình huống giả định về sự cố tràn hóa chất độc hại tại doanh nghiệp như thế này thường xuyên được doanh nghiệp luân phiên tổ chức diễn tập giữa các tổ và các bộ phận. Mỗi người một việc, không để ai phải bỡ ngỡ hoặc bất ngờ trước các tình huống như rò rỉ hóa chất, tràn dầu ra môi trường. Sau khi diễn tập, đều tổ chức hội ý đánh giá lại buổi diễn tập đó, rút ra những nội dung đã làm được và chưa làm được để các lần tập sau được hoàn thiện hơn. Các kỹ năng cơ bản về ứng phó sự cố rò rỉ và tràn hóa chất ra môi trường làm việc sẽ được rèn rũa trong quá trình diễn tập. Hàng năm thì phía công ty cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi diễn tập xử lý tình huống sự cố hóa chất như này, cứu người bị nạn và khoanh vùng loang tràn hóa chất và sau đó là cho xử lý trung hòa axit hoặc hóa chất đấy. Hàng năm chúng tôi có tổ chức diễn tập các cái phương án trong cái kế hoạch về cái sự cố hóa chất cấp phát đầy đủ cho những người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất để giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng của hóa chất đến sức khỏe người lao động. Ngoài ra thì chúng tôi cũng làm công tác tuyên truyền, xây dựng các cái biển bảng hình đồ cảnh báo về hóa chất, xây dựng các biện pháp như đê bao, khay ứng, khay chứa, trang bị các cái phương tiện ứng phó như thùng cát, thùng vôi, xẻng để làm sao khi mà có cái sự cố rủi ro về chất thì chúng tôi có thể ứng phó ngay. Không chỉ các doanh nghiệp trực tiếp chiết xuất hoặc làm ra các loại hóa chất công nghiệp mới quan tâm tới việc phòng ngừa sự cố, bởi tính nguy hiểm của các loại hóa chất nên tất cả các doanh nghiệp vận chuyển, lưu chứa hoặc gián tiếp dùng hóa chất độc hại để sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Lãnh đạo các công ty thuộc lĩnh vực này đều coi đây là một trong những nội dung cần thiết và cấp bách như việc sản xuất và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam chi nhánh Hưng Yên tại khu công nghiệp Thăng Long 2, quá trình sản xuất ra các sản phẩm này đều liên quan đến nhiều loại hóa chất, trong đó có những loại hóa chất độc hại ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe trước mắt và lâu dài của người lao động nếu như họ không được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và có những kỹ năng để ứng phó. Ngoài tổ chức kết hợp giữa diễn tập phòng chống cháy nổ và phòng ngừa sự cố hóa chất, thì việc lưu trữ, bảo quản các hóa chất luôn theo quy trình nghiêm ngặt. Việc kiểm tra các kho lưu trữ được triển khai định kỳ theo từng tuần. Việc bố trí các kho lưu trữ hóa chất rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp có sử dụng hóa chất để làm ra sản phẩm. Các kho này đều được cách ly với khu vực sản xuất và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quy trình bảo quản kiểm tra đánh giá cũng được doanh nghiệp rất chú trọng, nhất là nhiệt độ, ánh sáng, không khí lưu thông, để không một loại hóa chất nào có thể rò rỉ ra ngoài, ảnh hưởng đến sản xuất và gây ô nhiễm môi trường, sức khỏe của người lao động. Việc quản lý hóa chất phải tách biệt các cái hóa chất mà có khả năng phản ứng với nhau, phải sắp xếp nó tách biệt và có đặc biệt là nó có cái các cái ngăn chia. Và hoặc là đối với những hóa chất mà có khả năng là tràn độ thì mình phải có khay chống tràn. Ngoài ra đối với người công nhân thì cần phải thực hiện các cái loại bảo hộ theo đúng yêu cầu mà từng cái hóa chất quy định. Với các doanh nghiệp của Nhật Bản thì một trong các yêu cầu đầu tiên khi đầu tư vào bất cứ địa bàn nào, an toàn vệ sinh lao động cho công nhân luôn được đặt lên hàng đầu. An toàn ở đây là phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong quá trình sản xuất, an toàn về phòng ngừa sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu. Đây đều là những vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lao động, những người làm ra của cải cho doanh nghiệp, đặc biệt là an toàn về sử dụng hóa chất. Bởi nếu để xảy ra sự cố về hóa chất không chỉ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, sức khỏe của người lao động mà còn làm đình trệ quá trình sản xuất, ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm. An toàn hóa chất để đảm bảo an toàn của công ty Toto Việt Nam và cho người lao động. Chính vì vậy, chúng tôi đào tạo ý nghĩa về an toàn hóa chất cho người lao động để họ hiểu và thực hiện. Không chỉ đào tạo lý thuyết, công ty tổ chức các buổi diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, đồng thời lập kế hoạch hàng năm về an toàn hóa chất và triệt để thực hiện, trong đó thường xuyên kiểm tra, giám sát người lao động và các bộ phận tuân thủ quy định, có những chế tài xử lý nếu không tuân thủ các quy định của công ty Toto. Công ty đã tiến hành tổ chức các cái buổi đào tạo về an toàn hóa chất đối với cho những cái người mà làm các công việc có nguy với hóa chất nguy hiểm.
Và ngoài ra thì công ty cũng đã tiến hành xây dựng các cái biện pháp ứng phó sự cố hóa chất cho các cái khu vực có sử dụng. Và các cái biện pháp ứng phó sự cố này thì định kỳ hàng năm là sẽ được công ty tổ chức diễn tập. Và trong cái buổi tổ chức diễn tập này thì công ty yêu cầu tất cả các cái bộ phận có sử dụng hóa chất tham gia. Và ngoài ra thì công ty cũng gửi các cái văn bản cũng như là các công văn để mời sự chứng kiến của lãnh đạo bên Sở Công Thương. Đấy, là hàng năm là công ty chúng tôi đang thực hiện các cái hoạt động liên quan về đào tạo rồi tổ chức diễn tập. Đối với người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại đều được trang bị bảo hộ lao động. Quá trình làm việc phải tuân thủ kỷ luật lao động, đặc biệt là quy trình nghiêm ngặt trong các thao tác vận hành máy móc hoặc các công đoạn để làm ra sản phẩm. Mỗi người đều phải có trách nhiệm và ý thức được rằng nếu có sơ sẩy nào thì không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình mà còn liên quan đến cả dây chuyền sản xuất, ô nhiễm môi trường xung quanh cũng như sức khỏe của các đồng nghiệp. Đầu thì chúng em làm ở đây thì chưa quen, nhưng mà sau thì cũng quen với công ty cũng trang bị cho bảo hộ đầy đủ. Và làm được tập huấn thường xuyên, ngoài ra thì được công ty cho khám sức khỏe định kỳ. Thống kê của ngành công thương tại Hưng Yên hiện có hơn 100 cơ sở có hoạt động hóa chất, gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các cơ sở sử dụng hóa chất để phục vụ quá trình sản xuất. Các hóa chất sử dụng chủ yếu là các loại hóa chất tẩy rỉ, dung môi, hóa chất xử lý nước. Theo đánh giá của các ngành chức năng, các doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa chất nguy hiểm tập trung vào một số doanh nghiệp sản xuất thép và linh kiện điện tử như các doanh nghiệp sản xuất thép, sản xuất đồ sứ, điện tử, doanh nghiệp giật mài, v.v. Qua kiểm tra trong năm 2022, đa số các doanh nghiệp đều chấp hành nghiêm luật, nghị định và các quy định của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên, Môi trường và của tỉnh Hưng Yên về sử dụng bảo quản vận chuyển hóa chất. Điển hình là các doanh nghiệp của Hàn Quốc, Nhật Bản. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi tập huấn cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đấy. Thì thông qua những cái buổi như thế, nhận thức của cán bộ công nhân viên trong công ty cũng là đã tăng lên rõ rệt. Công ty chúng tôi trực tiếp trong cái sản xuất và kinh doanh trong cái lĩnh vực hóa chất. Thế cho nên là các cái yêu cầu về an toàn lại càng cần phải được đặt lên hàng đầu. Đấy. Và tuyệt đối là phải đảm bảo an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Sở Công Thương chủ động phối hợp với các sở ban ngành có liên quan triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành đến Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với các sở ban ngành tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Qua đó, xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa các sở ban ngành và các tổ chức cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Việc quản lý các hoạt động hóa chất bao gồm xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất kinh doanh hóa chất, phòng ngừa sự cố hóa chất và đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất ngày càng đi vào nề nếp. Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức hoạt động hóa chất từng bước được nâng cao, bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương được phân công hợp lý, tăng cường cả về số lượng và chất lượng, nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.